cho chi bộ đảng, chú vị đại diện cho mặt trận tổ quốc, các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội thuộc cơ sở thôn Tân Biên. Chúng tôi kính mời các ông bà cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Cụ Nguyễn Văn Duy sinh năm 1924, sinh trú quán thôn Tân Biên, xã Hồng Vân, huyện Thanh Trì, tỉnh Hưng Yên. Do tuổi cụ đã cao, sức đã kiệt, kết hợp với cơn đau đột ngột, cụ đã được con cháu tận tình cứu chữa, song cụ không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 7 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, tức ngày 13 tháng 4 năm Giáp Ngọ, cụ hưởng thọ 91 tuổi. Hôm nay ban tang lễ thôn Tân Biên và gia đình cử hành trọng thể lễ an táng và tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Dương về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây, thay mặt cho ban tang lễ, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Xuân Hòa, bí thư chi bộ, thay mặt cho đảng, các tổ chức chính trị phòng hoa tươi, nén hương trầm, dẫn đoàn vào thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, lời hiếu kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Văn Dư, thưa gia đình tang quyến, thưa các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng nhân dân trong thôn ngoài xã, kính thưa các vị thân khách, thân bằng cố hữu, bạn bè thân gia, nhân gia, nội ngoại gần xa của gia đình tang quyến, cùng toàn thể các quý tất khách trong cộng đồng tôn giáo có mặt hiện diện nơi đây về dự lễ truy điệu tiễn đưa linh hồn cụ Nguyễn Văn Dư về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thay mặt cho các ủy chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận cơ sở thôn nhà xin được chia sẻ nỗi mất mát đau thương sâu sắc nhất cùng gia đình tang quyến nói riêng, đang tập trung các đống lúa chiến thắng năm 2014 đạt năng suất cao và thi đua lập thành tích chào mừng nhiều ngày lễ lớn trong năm 2014. Được tin cụ Nguyễn Văn Dư sinh năm 1924, sinh trú quán thôn Tân Biên, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Cụ lâm bệnh nặng, dù đã được anh chị em con cháu nội ngoại tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu không thoát khỏi, cụ đã thanh thản vĩnh biệt cõi trần thế hồi 7 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2014, tức ngày 13 tháng 4 năm Giáp Ngọ, cụ hưởng thọ 91 tuổi. Kính thưa các vị thân khách xa gần cùng toàn thể nhân dân trong thôn ngoài xã, cụ Nguyễn Văn Dư sinh trưởng trong một gia đình lao động với bản chất là người nông dân, cụ luôn phát huy nghị lực sẵn có với lòng kiên nhẫn đã khôn khéo chèo lái khắc phục được những khó khăn sóng gió thăng trầm ở từng thời điểm của thời kỳ bao cấp. Đến hôm nay, cụ đã thanh thản ra đi, trở về với Chúa. Đã gần một kỷ nguyên, cụ vật lộn với cuộc sống sinh thành, giáo dục con cháu lên người. Thật vậy, đã mấy ai trên trần thế này thường sinh bất tử. Nhưng ở cụ, đã gần tròn bất nguyên vai lão, cũng là lớp người xưa nay hiếm. Ai sinh ra mà không phải một lần chết, đó là quy luật của tạo hóa. Cụ sinh được 7 người con, có 4 người con trai và 3 người con gái. Cụ đã có 2 người con trai, 2 người con rể tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành nhiệm vụ
nay trở về xây dựng kinh tế gia đình. Đến nay, kinh tế các con, các cháu của cụ đều ổn định và hướng tới tương lai. Cụ là một người Kitô hữu, luôn sống tốt đời đẹp đạo, thường xuyên bảo ban con cái sống đạo tốt, vận động các cháu trong nội tộc và làng xóm chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Những ngày tháng của năm Tân Ngọ này, cụ mất đi là một tổn thất lớn lao của anh chị em, con cháu trong họ tộc và những người thân. Làng xóm thiếu vắng một vị cao niên, tối lửa tắt đèn có nhau. Biết nói gì đây, trước giờ được lưu, xin kính mời toàn gia đình tam quyến và các vị tâm khách xa gần trong cộng đồng tôn giáo hiện diện nơi đây, cùng ban tang lễ chúng tôi dành một phút mặc niệm tiễn đưa cụ Nguyễn Văn Tư về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức thân mến, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình của đôi này. Cảm ơn toàn thể các cụ trong gia đình cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời các vị đại diện cho chi bộ đảng của thôn cùng lãnh đạo chính quyền, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các vị đại khách, tôi xin đại diện cho gia đình là đặt xem ra là cái tâm lý này, cái là tổ chức của các vị hết sức cho tôi bố tôi thật là hết sức trang nghiêm. Tôi xin đại diện cho gia đình đa tạ cảm ơn trong buổi lễ tang có gì chưa chất gì các cấp có gì vượt với hết. Lễ ăn táng đã xong, lễ tiễn đưa thi hài cụ Nguyễn Văn Tư được con cháu anh em thủ tay đưa về ngôi thánh đường của nhà xứ, cha xứ trở thành dân thánh lễ tiễn biệt. Thank you.
với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối nợ. Cuộc đời ông David là sống là Đức Kitô, sinh ra lớn lên thời gian tương đối dài 90-90 năm rồi, gắn bó với Đức Kitô trong ông gọi là Kitô đó. Rồi chú vợ cách tiền trong những một phần hơn gọi công nhân gia đình, là một người chồng, là một người cha, là người thiên hiếu đạo đức thánh thiện. Hôm nay chú đoàn một phần trách nhiệm hơn gọi Kitô hơn gọi trong gia đình. Để rồi hôm nay chú mời gọi ông với đầy tớ tốt lành trung tín, hãy vào được sự vui mừng chủ rơi. Cho nên chết là một mối lợi, chết đã được về hạnh phúc bên Chúa, được ở nhà cha trên trời và nơi cuộc đời trần thế 80 năm giờ không gắn bó, không tin theo. Cuộc sống trần gian của chúng ta nó khép lại qua cái chết, không phải là đi vào cõi tiêu diệt, chúng ta chuyển sang một cuộc sống mới, đó là cuộc sống trong Chúa. Thân phận của chúng ta như đây không là những con người như Thánh Phaolô đã nói, nhưng mà Chúa ai không nghĩ được. Cho nên chúng ta đều là những tội nhân, chúng ta đang đến đây hôm nay để cầu nguyện xin Chúa nhân từ chúng ta tha thứ những yêu mới, những lỗi lầm, những thiếu sót trong trách nhiệm của ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi làm chồng làm cha gia đình, tương quan với những hai bên xung quanh, xin Chúa
thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và ta ban cho kẻ sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Tay ăn thịt ta của uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đã làm sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là lấy bởi trời xuống, không phải như trong các ngươi đã ăn măn na và đã chết. Ai ăn lấy này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta cách đây 4 tuần chúng ta mừng đại lễ phục sinh. Chúng ta mừng một biến cố vĩ đại. Chúa Giêsu từ trong kẻ chết đã sống lại, như lời Ngài đã nói trong tin mừng. Đây là một phép lạ vĩ đại, nó mang hai cái chiều kích lịch sử và siêu lịch sử. Lịch sử là gì? Cách đây gần 2.000 năm, một con người có ngày sinh tháng đẻ, sống trong không gian và thời gian ở miền Đông Nam chúng ta đây đã chết dưới cái thời triều đại tôn giáo thời đều ghi lại trong sử sách của Roma. Và xưa lịch sử như tôi vẫn nói với mấy chị em, từ tàu khi làm việc đến hôm nay và đến cái ngày cuối cùng, ngày nào đó tâm huyết chưa đang còn ngày gần thế đó, chưa có kẻ nào chết sống lại. Nếu như Chúa về phương diện nhất tính thì cái chết của Ngài cũng sẽ chết rồi sẽ an táng, sẽ bị phân hủy. Nhưng bởi vì Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người, dù là những thần không thần, dù là Kỳ Đô giáo hay là ngoài Kỳ Đô giáo, dù là những người tin Chúa những người kẻ không tin Chúa, thì người ta đều lấy những ngày Chúa sinh ra để cái công lễ. Anh có ba nghi trở về với Chúa. À, chúng ta thấy nó Chúa toàn một Phật, hai là Chúa toàn một Phật, trách nhiệm là người tin hữu, là người công dân, là người chồng, là người cha, là người vợ, người mẹ. À, đối với bà con muốn cháu, à, chúng ta thấy đó cũng đầy Chúa cho ta quý thời gian rất quý. Quý thời gian có thể dài hay ngắn, ngắn hay dài, thì mỗi người tôi tớ của Chúa chúng ta phải biết tỉnh thức và Chúa toàn của Phật. Ông bà Nam Hư đã Chúa toàn của Phật, bà ra đi trước về với Chúa. Ông lại tiếp tục sống yên vui với đàn con cháu trong cuộc đời. Cách đây 7 năm, có lẽ cuộc đời của ông trở nên đậm nét hơn cuộc đời trong Chúa. Từ bỏ mình bác thập đá đón nhận ốm đau bệnh tật tuổi già. À, chúng ta thấy cái chiều thứ 7 ông đang dư còn đón nhận mình thánh Chúa, ông vẫn cảm ơn Chúa, vẫn khỏe khoắn, vẫn ăn được bát cơm khi qua cái bản thân đó. Nhưng sáng qua chúng ta thấy đó, ông đã đón nhận thánh Chúa, ông đã ra đi về với Chúa. Có thể nói về là một cái nỗi tiếc thương rất lớn lao cho ta đấy, sự mất mát không có gì trần thế có thể bù lại được. Từ qua hôm nay chúng ta là con cái trong chắc dân là chúng ta đến phóng viên đọc kinh cầu nguyện. Tối qua tôi thấy thông báo của chủ nhật ở trên ban phóng thanh nhà thờ nói rằng các bạn hội đọc kinh cầu nguyện lãnh khuya. Tôi thấy nói lên có lẽ lúc này cái sự ra đi của Nam Tư không phải bỏ qua tiêu diệt, nhưng nó xích lại giữa cái chết và những con người sống, nó gần gũi hơn trong cái sự thăm viếng, trong cái đời sống cầu nguyện, trong cái giờ cầu nguyện. Bởi vì các thánh ở trên thiên đàng, các linh hồn ở địa ngục và những người biết ra này là nên là hội thánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là chính đáng phải là đem lại ơn đức độ cho chúng con, vì một mình ngài đã chịu chết và để chúng con còn phải chết. Hơn nữa một mình ngài đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống mãi mãi trong Chúa. Vì thế để được làm các thiên thần, chúng con ngợi lời Chúa và hân hoan lên dân rằng: Thank you.
xin bài thương ngài nó hỏi thánh thật bình an và theo cho thanh niên chúng ơi nó ẩn sống và nhận đầy muôn đời. Anh chị em thân mến, sau khi đã vững tin cầu nguyện nhờ các linh hồn ông Nam Minh Sư thân yêu của gia đình giáo xứ chúng ta, từ đây nghe chào biệt người thân yêu của chúng ta đặt cuối cùng nơi thành tựu đây. Lời chào biệt của chúng ta mặc dù không phải được về đau buồn của sự chia lìa, nhưng được xoa dịu do đức cậy an ủi, chúng ta sẽ được tái ngộ với ông Nam Minh trong tình thân hữu. Và hôm nay chúng ta buồn sầu phải về trên đi nhau ở thành đường đây, nhưng nhờ ơn Chúa thương xót, ngày kia chúng ta sẽ được vui mừng đoàn tụ trong nước Chúa. Vậy chúng ta an ủi nhau trong lòng tin Chúa Kitô. Này các thánh của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
thương người, lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Trong phút giây ta từ xót thương người, xin xót thương con. Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận hồi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất, như ánh dương nồng mất ngủ trong đêm trường, nhắc cho người tiếp sống mong nhắm mắt xa từ cuộc đời.
trội xóa đi bao buồn đau và đời ta tái ngộ ngay. Hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã từng bởi đất mà ra. Lên chúng ta dâng lời cầu nguyện để gửi gắm người thân yêu này trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Tại nơi đây, bao người đã đến cúi đầu thinh lặng trước lấm mồ của người thân. Chúng ta hãy cúi đầu thinh lặng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn ông Đa Minh. Lạy Chúa, Chúa có mở lượng từ bi, các tín hữu mới được an nghỉ, xin thánh hóa phần mộ này và sai thiên thần Chúa đến canh giữ trong khi thi hài ông Đa Minh được chôn cất nơi đây, thì xin Chúa giải thoát linh hồn ông Đa Minh được cùng các thánh hưởng niềm vui bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bấy giờ mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Xin Cha rất nhân lành vô cùng xin tha phần phạt cho linh hồn Đa Minh đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi nửa đền tội, thì xin mơ cơ tù rằng ấy cho ra. Sự vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa đã chịu lên chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bậc sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai đối được. Lạy Chúa, an có lòng này cùng vì nơi Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đến ngày ấy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thấy thấy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Đa Minh được nghỉ. Ai ơi hãy nhớ năm xưa,
làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhớ. Trong